Dư luận hiện vẫn chưa khỏi hết chấn động về chuyên án 4 tiếp viên hàng không được triệt phá vào tháng 3 năm 2023. Chuyên án này được triệt phá như đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác đấu tranh chống lại loại tội phạm ma túy nguy hiểm. Những đối tượng trong đường dây vận chuyển ma túy hàng không đã sử dụng những chiêu trò tinh vi hòng qua mặt lực lượng chức năng và cơ quan điều tra. Song những hành vi của nhóm đối tượng này đều đã bị lật tẩy. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Phá chuyên án tiếp viên hàng không xách ma túy, trả tự do cho 4 tiếp viên. Chuyên án khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không, phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 2023 là một trong những sự kiện gây chấn động dư luận. Theo đó, chỉ trong thời gian ngắn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ ngoài một chuyến hàng bị phát hiện bắt giữ nêu trên, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển phát nhanh nội địa về Thành phố Hồ Chí Minh cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Cơ quan điều tra cũng làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu cầm đầu, trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng. Điều này thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cũng như bản lĩnh tính nhân văn sâu sắc, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Công an thành phố đã phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị địa phương đấu tranh chuyên án, mở rộng các vụ án ma túy liên quan. Qua đó, công an đã triệt phá 182 nhánh và phân nhánh của đường dây tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành. Công an đã khởi tố 502 bị can, xử lý hành chính 86 người, thu giữ hơn 156 kg ma túy các loại, 10 khẩu súng và nhiều tang vật. Bước đầu làm rõ số tiền hơn 25.000 tỷ đồng các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy. Với thành tích đặc biệt xuất sắc nêu trên, ngày 26 tháng 4 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã có thư khen đối với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lần theo dòng chảy của ma túy, khởi tố thêm 536 bị can trong 168 đường dây tội phạm về ma túy có liên quan. Đến nay, Công an thành phố đã chặt đứt 343 nhánh, phân nhánh, đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy, khởi tố 1.038 bị can, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng và 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan, chứng minh số tiền đã giao dịch mua bán ma túy hơn 28.000 tỷ đồng, đã ngăn chặn nguồn ma túy từ sớm, từ xa, từ cơ sở, xứng đáng là điển hình về công tác đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia. Công an Thành phố Hồ Chí Minh nêu. Vì sao 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay ma túy được trả tự do? Trong vụ án 4 tiếp viên hàng không xách ma túy, sau khi phát hiện sự việc trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sau đó gửi công văn đề nghị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với 4 tiếp viên hàng không này. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, cơ quan tiến hành tố tụng và khởi tố vụ án điều 143 và khởi tố bị can điều 179 để điều tra. Luật sư Võ Đan Mạch, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên cơ sở các tài liệu, dữ kiện và lời khai cho thấy các tiếp viên không biết hàng vận chuyển là ma túy. Nếu họ có chứng cứ, tài liệu chứng minh là mình không biết, không cố ý thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thì theo nguyên tắc suy đoán vô tội, họ không phạm tội. Theo đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét các dấu vết, hành vi của 4 nữ tiếp viên và các cá nhân liên quan, cũng như thu thập tài liệu, chứng cứ, chứng minh các tình tiết logic hay mâu thuẫn có trong vụ việc. Nếu các tiếp viên cho rằng mình không thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thì họ phải khai nhận, làm rõ một số thông tin liên quan đến quá trình liên hệ để nhận hàng hóa và vận chuyển số hàng hóa đó. Cụ thể, các tiếp viên phải khai báo người gửi hàng là ai, ai trong số họ liên hệ với người gửi hàng, thời điểm liên hệ để gửi hàng, từ trước khi bay qua Pháp, tại Pháp hay thời điểm nào khác, mối liên hệ giữa 4 tiếp viên với người gửi hàng, làm sao quen biết nhau, hình thức liên lạc với nhau là gì, quá trình liên hệ, trao đổi thông tin, truy xuất từ lịch sử tin nhắn, cuộc gọi, email, kênh liên lạc khác, thông tin người gửi tại Pháp và thông tin người nhận tại Việt Nam. Cơ sở nào để các tiếp viên có thể hoàn toàn tin tưởng đó là hàng hóa không bị cấm và có thể dễ dàng mang vào Việt Nam khi nhập cảnh? Luật sư Võ Đăng Mạch cho biết thêm,
Nếu quá trình điều tra xác minh, khai nhận mà cơ quan điều tra thấy rằng các tình tiết này là có căn cứ và xác định được có tội phạm chuyên nghiệp lợi dụng các tiếp viên để gửi hàng, thì các tiếp viên có thể sẽ không bị truy tố hoặc có thể xem xét trách nhiệm ở mức nhẹ. Luật sư Mạch nêu quan điểm, trong số các tiếp viên có người còn quá trẻ nên không loại trừ việc bị tội phạm ma túy chuyên nghiệp tiếp cận, lợi dụng, chứ không ai lại đánh đổi tính mạng mình lấy một số tiền nhỏ như vậy cả. Do đó, một trong những tình tiết cần được làm rõ đó là xem xét lịch sử các chuyến bay trước. Các tiếp viên này có hay không mang hàng hóa về, loại gì, lịch sử soi chiếu ra sao? Thành phố Hồ Chí Minh sắp xét xử vụ án tiếp viên hàng không sách ma túy. Vào tháng 3 năm 2023, dư luận cả nước chấn động về sự việc lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hàng chục kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không. Số ma túy này được ngụy trang một cách tinh vi trong các tuyếp kem đánh răng, rồi đặt trong hành lý của 4 nữ tiếp viên. Các tiếp viên khai rằng họ chỉ nhận vận chuyển những tuyếp kem đánh răng mà không biết bên trong chứa ma túy. Sau một thời gian điều tra, cả 4 tiếp viên đã được thả tự do. Tuy nhiên, sự việc này đã làm dấy lên lo ngại về các thủ đoạn vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Cập nhật diễn biến mới liên quan đến vụ án 4 cựu tiếp viên hàng không sách ma túy. Tại hội nghị lần thứ 31, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 vào sáng 14 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Hồ Hải cho biết, thời gian tới, thành phố tiếp tục đưa ra xét xử vụ 4 tiếp viên hàng không xách tay ma túy. Đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Hàng trăm bị can đã bị khởi tố, song những con sói già cầm đầu dường như vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Thời gian qua, thủ đoạn vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không ngày càng tinh vi và phức tạp. Để có thể luồn lách qua mặt các cơ quan an ninh, tội phạm ma túy không ngừng nghĩ ra các chiêu thức mới để đưa chất cấm vào Việt Nam. Vụ án hành lý 4 nữ tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines chứa hơn 11 kg ma túy được ngụy trang thành các tuyết kem đánh răng là một ví dụ điển hình khác về thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy. Thông tin trước đó ghi nhận, tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đội thủ tục hành lý nhập khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nghi vấn hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines về từ Pháp chứa ma túy. Các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, phát hiện bên trong những tuyết kem đánh răng, nước súc miệng các tiếp viên mang về có hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamine, ma túy K, loại đắt tiền nhất, cocaine. Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh, ngoài đồ dùng cá nhân còn có 45 hộp kem đánh răng. Trong 42 hộp kem đánh răng, lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 3.440g, tính trọng lượng cá bì, theo cân điện tử tại đội thủ tục pháp lý nhập khẩu. 3 hộp còn lại bên trong chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 80g, tính trọng lượng cá bì. Kiểm tra hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, ngoài vali đồ dùng cá nhân, có một vali nhựa màu đen, bên trong đựng 11 hộp kem đánh răng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 780g, tính trọng lượng cá bì. Kiểm tra hành lý của tiếp viên Đặng Phương Vân, ngoài đồ dùng cá nhân, lực lượng chức năng phát hiện một vali nhựa màu đen, bên trong đựng 55 hộp kem đánh răng. Bên trong 28 hộp, lực lượng chức năng phát hiện chứa nhiều viên nén màu xám trọng lượng khoảng 2.000g, tính trọng lượng cá bì. 27 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng trọng lượng khoảng 2.020g, chất bột màu trắng, tính trọng lượng cá bì. Kiểm tra hành lý của tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, lực lượng chức năng cũng phát hiện một vali nhựa màu đen, bên trong đựng 43 hộp kem đánh răng, trong đó có 31 hộp chứa nhiều viên nén màu xám, trọng lượng khoảng 2.180g, tính trọng lượng cá bì. 12 hộp còn lại chứa chất bột màu trắng, trọng lượng khoảng 940g, chất bột màu trắng, tính trọng lượng cá bì. Các tiếp viên tỏ ra sửng sốt, bật khóc khi biết có ma túy trong hành lý. Họ khai rằng khi ở Pháp đã được một người nhờ xách tay một số hàng hóa về nước và trả công hơn 10 triệu đồng. Do quá mệt mỏi vì vừa trải qua chuyến bay dài, các tiếp viên chỉ xem qua loa và tiếp kem, không có gì bất thường. Khi ra sân bay của Pháp để về Việt Nam, lực lượng chức năng nước sở tại không phát hiện trong hành lý của họ có ma túy cho đến khi về đến Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, vụ việc 4 nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines chưa bị khởi tố vẫn đang là điều mà dư luận đặc biệt quan tâm. Phát hiện gần 100kg ma túy ngụy trang trong các bịch rượu vang từ Pháp về Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp Cục Hải quan thành phố triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy ngụy trang trong rượu vang từ Pháp về Việt Nam. Trước đó, giữa tháng 7 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp Cục Hải quan thành phố phát hiện kiểm tra lô hàng từ Pháp về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, nghi vấn có chứa ma túy. Tiến hành kiểm tra, có 8 thùng hàng có dấu 97,5kg ma túy tổng hợp được đóng vào các túi hút chân không, ngụy trang trong các bịch rượu vang. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra tổng hợp về ma túy Công an Hà Nội phối hợp Cục Hải quan thành phố đã bắt giữ THT, tên viết tắt 29 tuổi, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại phường Mộ Lao, quận Hà Đông.
Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 19 tháng 7, công an tiếp tục bắt giữ hai người có tên viết tắt gồm TNA 29 tuổi và NVT 26 tuổi về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người trên về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định. Liên tục phá án ma túy ở quận huyện. Dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố và Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy cấp quận huyện đã chuyển mình trong công tác. Theo Công an thành phố, nhiều đơn vị cấp quận đã phát hiện, truy xét, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Trước đây chỉ các đơn vị cấp phòng thực hiện, như Công an quận Gò Vấp và Công an quận Tân Phú, phát hiện triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Không chỉ dừng lại ở đó, hai đơn vị trên đã truy xét tội phạm đến cùng, làm rõ nguồn cung ma túy cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, Công an quận Gò Vấp đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có yếu tố nước ngoài, liên tỉnh, liên quận, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ gần 17 kg ma túy các loại. Công an quận Tân Phú cũng đã rà soát được đường dây cung cấp ma túy, làm rõ và triệt phá 4 nhánh và 5 phân nhánh đầu dưới tiêu thụ ma túy, khởi tố bị can đối với 13 đối tượng, tang vật thu giữ gần 3,81 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Hai đơn vị cũng trao đổi với phòng PC04 về đặc điểm tương đồng trong phương thức thủ đoạn hoạt động, cất giấu ma túy của hai đường dây tội phạm về ma túy nêu trên để cùng phối hợp đấu tranh chung chuyên án. Với tư duy mới trong cách phối hợp thu thập đánh giá tài liệu chứng cứ, lực lượng phối hợp đấu tranh chuyên án đã triệt phá 17 nhánh và 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy, khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng, đồng thời làm rõ được đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để phối hợp truy xét bắt giữ. Công an đã kịp thời ngăn chặn hơn 42,6 kg ma túy các loại thẩm thấu ra ngoài xã hội, thu giữ 4 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, 1 lựu đạn. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện bắt giữ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hàng năm đều tăng. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2024, Công an thành phố đã phát hiện khám phá 1.924 vụ, 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, so với cùng kỳ tăng 645 vụ, 50,43%, tăng 2.141 đối tượng, 79,03%, thu giữ hơn 324 bánh heroin, gần 500 kg ma túy tổng hợp các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn và nhiều vật chứng khác có liên quan. Ma túy qua đường hàng không vẫn chưa hết phức tạp. Theo Tổng cục Hải quan, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, tiêu thụ hoặc chuyển đi nước thứ ba tiếp tục diễn biến phức trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu và có chiều hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động liều lĩnh. Đặc biệt từ quý 2 2022, khi Việt Nam áp dụng chính sách mới trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19, các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh trở lại bình thường. Đáng chú ý, gần đây, cơ quan hải quan đã bắt giữ một số lượng ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, được vận chuyển qua đường hàng không. Trên địa bàn do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh quản lý, từ đầu năm 2022 đến nay, thuốc lắc từ các nước châu Âu qua dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu điện quốc tế và cần sa nhập khẩu từ Mỹ, Canada theo đường hàng không vẫn đang tiếp diễn và ngày càng phức tạp. Đơn cử như Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng nhập trái phép hơn 1,5 kg thuốc lắc từ Hà Lan về thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, ma túy xuất trái phép qua Australia đang có chiều hướng gia tăng. Tránh sự kiểm soát trọng điểm của hải quan, các đối tượng sử dụng thủ đoạn xuất hàng che giấu ma túy quá cảnh sang các nước khác, chủ yếu là Singapore, đã phát hiện 8 vụ trước khi đến Australia. Điển hình như ngày 31 tháng 8 năm 2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tiến hành làm thủ tục cho lô hàng xuất khẩu đi Australia quá cảnh Singapore, loại hình H21, hàng hóa xuất khẩu loại hình phi mậu dịch cá nhân. Lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa vi phạm gồm 6 túi ni lông chứa chất rắn màu ngà dạng viên, hình trụ và hình hộp chữ nhật, nghi vấn là ma túy, cất giấu bên trong các gói kẹo mảng cầu me và bánh đậu xanh, có trọng lượng cả bì khoảng 2.464 gram. Chỉ tính riêng trong tháng hành động phòng chống ma túy, tháng 6, 2022,
Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và chủ trì kiểm tra, thu giữ hơn 7,6 kg heroin chuẩn bị xuất đi Australia qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, lực lượng hải quan cũng phát hiện nhiều loại ma túy mới tinh vi. Trong đó, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện thu giữ 720 gram ma túy loại mới, gồm hợp chất ma túy tổng hợp dạng bột pha trộn giữa methamphetamine, MDMA, dimetazepam đóng thành gói, creepy fruit nước nho, trọng lượng 7 gram một gói, giấu trong ruột các lọ kem dưỡng da để xuất ra nước ngoài. Đồng thời cũng đã phát hiện 3 vụ thu giữ hơn 13.439,4 gram tiền chất ma túy loại pseudoephedrine sản xuất ma túy đá xuất khẩu trái phép sang Australia. Theo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, trong 9 tháng năm 2021, số vụ bắt giữ ma túy, tiền chất ma túy xuất nhập khẩu trái phép qua các cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh tăng 20%, với số tang vật tăng 17% so với cùng thời kỳ 2021. Cụ thể, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và chủ trì bắt giữ 72 vụ, thu giữ hơn 170,79 kg ma túy và tiền chất ma túy các loại. Trong đó thu giữ 106,9 kg cần sa, 19,43 kg MDMA, 18 kg heroin, 11,83 kg methamphetamine, 327 gram cocaine, 760 gram ketamine và 13,43 kg tiền chất ma túy pseudoephedrine. Số ma túy bị phát hiện thu giữ qua đường hàng không, chuyển phát nhanh được các đối tượng cất giấu, ngụy trang bên trong các gói thực phẩm, các lọ mỹ phẩm, lõi mật in, hộp trà bằng thiết, trong các gói thức ăn cho mèo, giấu giữa vách ngăn thùng cạc tông, trong ruột các viên kẹo trái cây, dụng cụ làm tóc, của các lô hàng quà biếu xuất nhập cảnh để đối phó với máy soi và chó nghiệp vụ của hải quan. 17.000 viên ma túy tổng hợp theo máy bay về Việt Nam. Đầu tháng 4 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin về một đường dây mua bán vận chuyển ma túy số lượng lớn từ nước ngoài qua đường hàng không về cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó vận chuyển vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ. Xác định đây là đường dây mua bán vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng liên quan, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Cục Hải quan Hà Nội đấu tranh triệt xóa. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng Vũ Minh Phúc khi đang nhận xong kiện hàng chuyển phát, bên trong có khoảng 17.000 viên ma túy tổng hợp tại địa bàn phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Toàn bộ số ma túy tổng hợp này được các đối tượng ngụy trang trong 24 hộp nhựa hình trụ tròn, phía trên có một loại kem màu trắng. Bước đầu, Phúc khai nhận số ma túy trên được gửi từ nước ngoài về cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sau đó được chuyển phát vào địa bàn thành phố Biên Hòa, rồi tiếp tục vận chuyển số ma túy cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại Bình Dương để tiêu thụ. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Tuấn. Cơ quan công an xác định Tuấn là đối tượng thường sử dụng ma túy chung với Phúc và có vai trò giúp sức cho Phúc trong việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Nhằm kịp thời động viên các tập thể tham gia phá án, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định thưởng đột xuất số tiền 50 triệu đồng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra bắt giữ các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!